Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Video hôm trước thì các bác theo dõi cũng biết là bà con với anh em xếp kè dọ đá xử lý cái đoạn sạt dưới này. Cái đoạn sạt này là trước khi thực hiện công trình thì nó chưa sạt đâu các bác. Trong quá trình làm cái đường dẫn này, mấy hôm nó mưa nhiều ấy thì đất nó bở ra. Đây nó sạt cái đoạn này. Từ đây ra kia nó phải đến cả chục mét. Hôm qua anh em vừa với bà con vừa kè xong cái đoạn này mới được có 2 giọ thôi. Đấy, hôm mua lên là 6 cái, bây giờ còn 4 cái nhưng mà cái lượng đá nó ít quá. Chắc còn phải ra suối lấy thêm nữa. Bằng này thì không đủ. Đây còn từ đoạn này ra kia nữa. Nếu mà anh em không xử lý cái đoạn này thì chắc chắn là mấy nữa đất nó xuống nó đùn ra thì mất cái chỗ rãnh nước này thì nó chảy hết vào đường bê tông. Hết vào cái đường dẫn này thì nó rất là nhão nhét, đường bẩn. Hôm nay thì anh em với bà con sẽ đào hố và chôn cọc tiêu. Bà con thì thời gian này đi gặt hết. Trên bản thì chỉ có làm mỗi một vụ thôi. Thì thời điểm này là thời điểm mà bà con thu hoạch lúa. Hôm nay được có 4 người thôi. Thì gọi là 40 người cho nó máu đi nhỉ. Nhà hai anh gặt xong hết chưa? À, xong là bây giờ còn phải đi giả công nữa quá. Thuê thì không có ai đi thuê cả, chỉ có đi đổi công giúp nhau thôi. Không tính được thời gian thuê. Đấy chắc phải vài ba hôm nữa. Vật liệu thì anh em hết đá 1-2 rồi. Còn ít cát thôi. Hôm trước đổ cái đoạn này được khoảng chục mét thôi các bác. Đầu bên kia thì anh em đổ 15 mét là xong rồi. Đấy bây giờ cái vật liệu thì chưa vào được. Ở ngoài kia cái đoạn đường đất chỗ nhà trường mà cách đây vài video anh em hay ghi hình ấy, thì đang có dự án làm đường. Người ta làm những cái rãnh ở đâu, làm cái cống nước cắt ngang đường ấy thì chưa xong nên là xe vật liệu cũng chưa vào được. Đây từ sáng bà con ra để lấy đất đắp vào cái lề đường này rồi thì nó sẽ đào những cái cọc tiêu. Đây anh Trinh vừa đóng để đánh dấu ở đây rồi. Cái tay chống lật đó, nó là cái tay chống lật.
ở dưới kia.
không ạ? Bà con bây giờ trời nắng lên lại xin phép anh em đi để thu lúa rồi. Gặt xuống 2-3 hôm rồi là chưa thu được, các bác hôm trước nó cứ mưa suốt. Giờ nó khô một tí là phải tranh thủ đi thu ngay, không là nó mọc mầm nữa ấy. 3-4 anh em mình tự làm thôi. Si phải nhớ của em chứ. Bỏ hết giấy rồi. Bớt bên này này, tí mình đảo cho nó, tí bỏ bên này thôi. Bỏ để bên kia luôn, để bên kia luôn thì em đào cho. Qua mình một đào thôi, một mình đào thôi. Thank you.
Thank you.
cao hơn đường xuống tí nó không cao. Đang nắng nóng đấy. Vừa thôi. Không ướt hết bể hay gì ạ? À? Nó chảy hết trên lá này. Ra lề nữa đâu.
được nhiều quế đấy. Đây anh em đổ xong cái mấy cái cọc tiêu bên kia rồi, bên này thì anh em để đường đi đã, vì là muốn đổ cái đoạn này nữa còn khoảng hơn 20 mét nữa các bác, chắc phải 21-22 mét nữa thì cái đoạn bên này thì anh em sẽ chôn sau, giờ sẽ sơn cọc tiêu đã. Khoán mỗi ông hai cọc nhá, bốn ông mỗi ông hai cọc, ai xong thì đang mưa, chuẩn bị mưa đấy các bác. Đây nhìn xung quanh đây, mưa bên kia đang mưa rồi, trời đen nhịt. Tuốt xong chưa? Tuốt xong rồi. À kia còn thắp của ai kia, để đường như kia, tí mưa xuống bây giờ ấy. Đây lọ này. Đây. Sao lại đưa cái rẻ cho mày? Đau cái cột đi đây. Ok, mày về lấy. Úi giời ơi, xong lại lấy lên đúng rồi. Chia sơn đỏ cho gì cả chia. Thế anh phải lấy hộp kia chứ. Ra em đổ ra cho chứ. Dọn dở sơn hết tí. Sơn cho nó tím rồi. Anh Trinh hát bài tặng anh em cái đi nhờ. Hả? Chuẩn bị kia thôi. Hát bài chuẩn bị kia thôi, trong dưới đó bảo tơ. Bàn của Hát Quyền vẫn trương cao như nòng pháo thôi. Hát đi, hát to vào. Em nhường mic cho nhá. Được, này. Oai rất luôn rồi.
Chiều nay anh em chỉ làm công tác trang điểm thôi các bác. Hy vọng là mai là bà con đi làm. Mình không biết được. Trời đang có vẻ là muốn mưa to đấy. Mấy anh em làm cũng buồn buồn lắm, lửa trình hát mãi mà không dám hát, mọi khi đi hát karaoke toàn tranh mic của anh em. Anh hát một bài thôi, hát 10 bài vẫn chưa được mic. Mố hai bên này anh em đã gần như lo hoàn thành thôi, còn mỗi lắp cột đèn với lại biển trọng tải nữa. Còn bên này thì khi mà đổ bê tông xong thì sẽ làm nốt. Ok, video khá là ngắn thôi các bác, có lẽ là anh em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.